Đây, xin chào cả nhà nha. Tôi đang ở trong sở thú thảo cầm viên Sài Gòn. Hiện giờ là 5 giờ nha cả nhà. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái loài thực vật cũng có trong sách đỏ nha cả nhà. Bậc của nó là CR, rất nguy cấp. Thì cây đang ở trước mặt tôi đây nha cả nhà. Đây cả nhà xem đây. Đây là một cái cây cũng rất là to, hắn lâu năm hắn cả nhà, sót lại của cái khu rừng nhiệt đới hắn cả nhà. Ngày xưa ở thảo cầm viên đó cả nhà, thành lập năm 1864 ha. Trước là một, đây là một cái khu rừng hắn ven sông hắn cả nhà, là cái sông Thị Nghè á. Đây cả nhà thấy cái cây này là cái cây râm hắn cả nhà, nó thuộc họ bàng. Đây cả nhà thấy cái cây này á là nó cao là hơn 30 mét nha cả nhà. Nhưng mà có tài liệu thì họ ghi là khoảng từ 10 đến 20 mét thôi, nhưng ở đây cái cây thì nó cao tới 30 mét lận. Tôi lại sát cho cả nhà xem nha. Đây là cái gốc của nó này cả nhà. Cái gốc thân này thì cái đường kính nó là khoảng 1,5 mét nha cả nhà. Phải ba người ôm á mới hết cái gốc thân cây đó. Đây ở dưới gốc đó cả nhà thì nó có cái chòi, cái nhành của nó, cái chòi của nó nè, nó đâm lên nè cả nhà thấy nè nha. Đâm từ ở dưới gốc nó đâm lên nè, do đó bên đây ha, cái cây này chúng ta thấy cái hoa của nó này, ở cái lá của nó ở đây hả cả nhà. Hoa thì nó đang rụng ở dưới đất rồi. Rồi tôi sẽ lụm hoa lên cho cả nhà xem nha. Ta xem đây cái lá của nó, nhờ nó mọc đâm ở dưới gốc này nó to, có cái cây. Ta mới thấy được cái lá của nó đây. Rồi tôi quay sát cái lá nha cả nhà. Thì cái lá này thì nó dài khoảng 3 phân nha, mà ngang nó khoảng 1,5 phân nha cả nhà. Thì hai cái lá này cả nhà thấy là nó một đói nha. Đó. Có một cái đặc điểm rất là hay ở đây. Đây cả nhà thấy cái nhánh thân của nó nè, nó đâm lên á, thì cả nhà thấy nó có gai đúng không nè, gai nhọn nè. Thì cái gai này cả nhà, thì đây cả nhà xem nè, từ ở trong cái thân của nó nè, nó mọc ra một cái nhánh nó mang lá. Ừ, cả nhà thấy nó mang lá phía ngoài nè. Đó. Thì khi mà cái nhánh này cả nhà nó rụng nè, nó rụng à, nó rụng ngay chỗ này nha, thì nó sẽ thành cái vết, nó thành giống như cái gai này cả nhà, nhọn nè. À, thì ngay cái chỗ này nè nó sẽ rụng nha, nhánh này nó sẽ rụng và nó thành cái nhọn luôn. À, giống như gai vậy. Đấy, cả nhà xem này nha. Đó. À. Đây cả nhà, cái cây này thì nó đang ra hoa nè, hoa nó rụng dưới đất nè. Này nè. Đây cả nhà thấy đây là cái hoa của nó nè. Của nó là thành cụm nha nó. Có lòng này có, trên này có rất là nhiều hoa nhỏ nha cả nhà. Bây giờ con gì nó cắn nè. Rồi đây là cái trái của nó nè cả nhà. Đó, cái hoa mà thấy có cái trái luôn nè. Thì trên này nó có những cái này, nó lụm cái trái mà nó chín ở đây đây. Đó, này thì nó nè, đây, cái trái của nó tôi đang mới bóc ra nè. Thì trên này thì cái trái của nó nhỏ đây nữa, thì nó là có cánh nha cả nhà, trái nhỏ nè, nó có cánh, là trong này nó chứa khoảng chứa có một hạt thôi. Đó. Rất là nhiều trái nè, nó mọc rớt xuống rất là nhiều cả nhà, đang mùa ra hoa với trái của nó. Cái cây này cái công dụng nó cả nhà, người ta
dùng để lấy gỗ của nó ha. Gỗ của nó cũng rất là tốt quý ha, đóng những cái đồ dùng ở trong nhà, gọi là làm cột với cái nhà trong xây dựng. Nó cái cây râm đó cả nhà, thì nó có cái vỏ nó, nó cũng chứa cái chất tannin. Cái chất này thì người ta dùng khi mà bị mà rắn hay bọ cạp cắn á, người ta lấy cái vỏ của nó thì người ta đắp lên. Cái vỏ thanh nó cả nhà, thì nó có một cái công dụng nữa là nó trị đau lưng hay bán thân bất tội nha. Khi mà bị đau lưng á, người ta lấy từ 10 đến 15 gram của cái vỏ thân cây này nè, người ta sắc, người ta uống đó, thì nó sẽ giảm hẳn cái đau lưng đó nè. Nó thấy thực vật thì có nhiều cái loài cây có cái nhiều cái công dụng rất là hay cả nha. Tôi quay lên cái trán nó một lần nữa nè. Cái trán ta thấy cái lá của cái cây này là nó hơi rũ xuống ha, nhuyễn, nhìn nó nhuyễn, nó rũ xuống. Thì ở Thảo Cầm Viên á, thì chỉ hiện nay là chỉ có hai cái cây râm thôi cả nhà, đang bảo tồn hai cây râm. Và một cây râm thì nhỏ hơn, cây này là cây lớn nhất nha. Còn một cây râm nữa mà nó nhỏ hơn cây này. Hiện nay đang tháng là tháng 3 cả nhà, gần cuối tháng 4 thì chúng ta thấy là hoa nó rụng đầy ở dưới đất nè, hoa dưới trái, hoa nó thành cụm. Ở đây nó có đặc điểm là nó có thân nó có gai ha, mà cái gai của nó là khi mà cái cành của nó mà nó rụng á, nó sẽ thành cái gai, một đặc điểm rất là hay nha. Cái lá của nó, lá non nó hơi là nó có hơi có màu hồng cả nha. Này xin chào cả nhà nha. Cả nhà nhớ bấm chuông và đăng ký ha, để chúng ta theo dõi những cái clip tiếp theo về các loài động thực vật cả nhà trong sở thú. Rồi xin chào cả nhà nha.